cứu coronavirus. Chung tay ta một lòng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đơn vị này mở lớp học trong lúc dịch Covid-19, khiến toàn bộ học viên phải đi cách ly. Theo công văn của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Lê Tuấn Phong chỉ đạo yêu cầu Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận làm báo cáo giải trình vì sao giữa mùa dịch lại đi mở lớp học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Lớp học này được khai giảng tập trung tại Trường Chính trị Bình Thuận sáng ngày 23 tháng 6 năm 2021 với 40 học viên. Tại lễ khai giảng có nhiều giáo viên của trường và quan khách tham dự. Trong số học viên có một người là em chồng của nữ bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhiễm Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố dương tính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Thuận phải hoàn thành báo cáo giải trình trong ngày 28 tháng 6. Bác sĩ Lê Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, qua điều tra dịch tễ CDC Bình Thuận, phát hiện có một học viên lớp học này dự khai giảng nghi nhiễm từ ngày 24 tháng 6. Học viên này là em chồng của nữ bác sĩ vừa nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau và ở chung gia đình. Do vậy, theo quy định của Bộ Y tế, lớp học này, kể cả những cán bộ dự khai giảng, đều là F1. Tối ngày 24 tháng 6, CDC Bình Thuận đã đưa hơn 50 người đi cách ly tập trung tại khách sạn Bình Minh và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 25 tháng 6, bản tin của Bộ Y tế chính thức công bố Bình Thuận có 5 ca nhiễm mới trong đợt dịch mới bùng phát này, trong đó có 2 người nêu trên, nữ bác sĩ khoa sản và người em chồng. Hiện nay Bình Thuận đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với toàn bộ thành phố Phan Thiết và Tuy Phong, hai địa phương có các ca dương tính Covid-19. Bài viết: Ngọc Lan nguồn thanh niên. Kill coronavirus.